đối với cái form mẫu ngày hôm nay, và trên dựa trên cái số lượng tóc của cô người mẫu này khá là dày, vì vậy mà Huy Việt sẽ chia cái phần top á, là cái phần đỉnh này, nó sẽ nhỏ hơn. Nếu như mà đối với khung hộp sọ ngang thì mình sẽ chia nhỏ lại, ok, phần top nó cao lên. Đối với cái phần mà khung hộp sọ nhỏ mà dọc nở ra về phía sau đó thì mình chúng ta lại chia rộng ra để chúng ta cân bằng lại cái bố cục ha. Rồi, ok, quý vị sẽ chọn cái cây kéo 5.5 để mình cắt cái form này, ok. Ở đây thì đối với mullet á thì có rất nhiều cách để triển khai. Tuy nhiên thì ở đây thì Huy Việt sẽ chọn một cái cách, đó là Huy Việt sẽ giải phóng hoàn toàn cái trọng lượng, không tập trung trọng lượng gì đối với phần hai bên ha. Ok. Và Huy Việt nâng lên với một góc ngược với như thế này, và Huy Việt sẽ thực hiện với cái độ dài. Ok. Rồi. Ở đây đó thì Huy Việt chọn cái góc độ 90 ở đây ha. Ok. Và Huy Việt thực hiện cái đường cắt đầu tiên. Cái đường cắt này đó nó mọi người thấy nó có song song với đường chia không? Thì cái ý nghĩa của cái việc chia nó là như vậy. Chia nó sẽ định vị hay là nó định hướng cho cái đường cắt của mình luôn, thì nó sẽ rất là dễ. Đôi khi ví dụ như anh em chia mà không cẩn thận chia để chia ra phân tốc cho dễ cắt thì nó lại đem lại cái phần cắt của mình nó thiếu chủ đích đi ha. Ok. Rồi, tương tự như vậy Huy Việt sẽ thực hiện với đường cắt thứ hai. Rồi, tương tự như vậy Huy Việt sẽ thực hiện cái phần này với độ dài tương tự như bên kia thôi. Ok. Rồi, giống như hồi nãy Huy Việt nói là chiều Huy Việt sẽ tập trung về cái phần tỉa hoàn thiện cho ba cái kiểu này á, là buổi chiều nay chúng ta sẽ thực hiện tỉa một lúc ba mẫu luôn. Thì ở đây đó Huy Việt sẽ thực hiện cắt form trước ha. Bộ môn tỉa nó quan trọng như là bộ môn cắt. Thật ra không phải là Huy Việt hay là ban tổ chức sắp xếp như vậy để cho anh em ngồi đến cuối đâu, không phải. Mà Huy Việt muốn tập trung để anh em thấy được cái hiệu quả của các kỹ thuật tỉa trên ba cái form dáng nó liền mạch, cắt nó cũng liền mạch. Để thứ nhất là anh em sẽ thấy được cái tính hiệu quả của hình học hay là cái đường cắt nha. Đó là cái mà anh em trong ban tổ chức hướng đến. Ok. Rồi, tương tự như vậy Huy Việt sẽ thực hiện với đường cắt thứ 3. Ở đây đó nó có một cái điều khá là thú vị như thế này, đó là tư duy cắt độc lập ha. Tư duy cắt độc lập có nghĩa là ở dưới Huy Việt sẽ thực hiện và các cái đường cắt nó sẽ tách rời nhau, nó mang tính kết nối. Ok, rồi, ở đây là đường cắt thứ 3. Rồi, bên cạnh đó Huy Việt sẽ thực hiện đường cắt thứ 4. Ở đây mọi người thấy có dễ không? Ok. Rồi.
Rồi, ở đây cái đường cong ở đây á, thì nó xuống ở đây nó cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện từ trên xuống dưới. Ở đây thì khi mà Huy Việt đi huấn luyện rất là nhiều đó, thì có một số anh em này cắt đôi khi không định vị được cái đường cắt của mình. À, lý do vì sao? Lý do á, có nghĩa là bên đây mình cắt như thế này nhưng mà bên đây cũng lại cắt như vậy, có nghĩa là hai bên nó giống nhau nhưng mà thật ra nó là đối xứng với nhau qua cái đường xuyên tâm vọng này. Nhưng mà đôi khi ví dụ như mọi người cắt không định vị được cái vị trí của đường cắt, cho nên là cái không kiểm soát về độ dài đó, cái đó là cái mà rất là nhiều anh em bị vướng phải, cho nên là không biết cái lỗi nó nằm ở đâu ha. Rồi, để thực hiện như vậy đó, quý vị sẽ ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái phần khung này ha. Rồi, Hi Việt sẽ di chuyển cái phần ở trên này. Tóc của cô người mẫu này khá là dày ha. Rồi, Huy Việt sẽ thực hiện trước cái phần ở đây thì Huy Việt sẽ thực hiện với cái đường chia song song với cái đường dọc ha, và thực hiện một cái khối tròn ở trên này, khối tròn theo hình dạng đầu đối với cái phần máy. Rồi, ở đây có anh em nào đã xem cái khóa online 18 mẫu của Huy Việt chưa? Có chưa? Chưa phải không? Thì đây là một trong những cái form mẫu đó, này đó là nó nằm ở trong cái bộ video 18 form mẫu mà Huy Việt thực hiện ha. Ok. Rồi, rồi tương tự như vậy nè. Ở đây đó, nếu như chúng ta cắt thực hiện ở đây thì cái độ dài, cái điểm rơi á, các bạn thấy nè, chúng ta phải tính được cái độ form ở đây à ha. Cái phần nào, ví dụ như ở đây là cái phần tóc nó sẽ di chuyển hay là nó chuyển động, nó mang ra phía sau như thế này đó, thì cái điểm rơi của chúng ta chọn nó nằm ở đâu thì chúng ta sẽ thực hiện cái độ dài ở như vậy. Thông thường thì chúng ta sẽ, đối với Huy Việt á, Huy Việt sẽ thực hiện với cái độ dài, nó sẽ dài cái lượt như này, sau đó mình sẽ tinh chỉnh thì nó sẽ phù hợp với cái độ rơi và tạo ra một cái khối tròn phủ ở trên, mà nó sẽ thể hiện rõ hơn cái gọi là
cái khung hộp sọ. Khung hộp sọ của chúng ta kết cấu tự nhiên cũng của nó cũng đã rất là đẹp rồi ha. Cho nên là khi chúng ta thực hiện như vậy đó, nó tôn lên cái nét đẹp tự nhiên khi chúng ta thuận trong cái sự thiết kế đó. Ok rồi, ở đây thì quý vị sẽ thực hiện nhanh hai cái các cái đường cắt ở trên này. Quý vị chọn cái điểm xoay quanh nè, cái phần phía trước ha, cái điểm xoay quanh phần phía trước. Sau đó quý vị sẽ thực hiện một cái đường cắt phát triển ra. Ok, ở đây thì quý vị chọn cái độ dài như thế này. Ok, rồi ba form mẫu ngày hôm nay Huy Việt thực hiện thì nó sẽ các cái công thức nó gần như nhau, cho nên là anh em sẽ rất dễ để có thể nắm bắt và xuyên suốt cái form mẫu này ha. Ok, đúng rồi, cả ba mẫu đều là chick mullet, chick medium và chick pop. Khi mà Huy Việt thực hiện như vậy đó, anh em thấy cái sự sắp xếp hay là cái cách triển khai nó như thế nào? Cái sự sắp xếp của Huy Việt và cái cách triển khai của mình cho một cái form mẫu, anh em thấy nó thế nào? Nó có đơn giản không? Nó có tối giản lại không? Nó không có phức tạp phải không? Tại vì quan trọng nhất trong cái khâu cắt tóc đó là mình tự làm rối cái tư duy của mình. Thì mình làm sao đó, mình đi đến những cái việc mình tối giản hóa lại đi. Thì cái mà Huy Việt nói đến đó là, thứ nhất là mình sẽ phân chia các cái khu vực. Sau đó là mình sẽ làm sao? Quyết định kỹ thuật, có nghĩa là quyết định cho góc nâng của cái phân khu đấy. Tiếp theo là gì? Xác định vị trí đường cắt. Và sau đó là mình sẽ thực hiện đường cắt để cho ra cái khối đó thôi ha. Đấy, như vậy thì ở trên đây Huy Việt quyết cái mặt cắt của Huy Việt nó như thế này ha, và Huy Việt chỉ xoay quanh tạo ra một cái khối tròn ở trên với mặt cắt vuông. Tại vì sao? Tại vì bản chất kết cấu tự nhiên nó là tròn. Khi các bạn đặt cái mặt cắt vuông lên thì khi tỏa xuống nó vẫn là gì? Là tròn. Ok đó, cho nên là đôi khi ví dụ như anh em muốn cắt tròn, muốn cắt vuông, và anh em cắt không xác định được đường vị trí đường cắt, cho nên cái phân khu ở trên này có thể là khi các bạn cắt ở đây ha, ở vị trí này cũng anh em cắt ở đây, nhưng mà chuyển qua vị trí này anh em lại cắt ở đây, hai cái vị trí đường cắt nó khác nhau, nó sẽ cho ra kết quả khác nhau, có đúng không? Cho nên là khi mình định vị được vị trí đường cắt và mình chia phân khu rõ ràng thì cái việc giải quyết tiếp theo nó sẽ đơn giản hơn và nó sẽ dễ dàng hơn. Ok rồi, tại sao Huy Việt đặt những cái từ chick ở phía trước? Anh em biết cái từ chick không? Ví dụ như các bạn đi ra những cái store lớn ở Hà Nội, chick gì đó, chickland hoặc là gì đó. Cái này là nó là giống như là một cái phong cách thời trang, nó giống như là một cái định nghĩa cho cái việc sang trọng quý phái, nó có chất của nó ha, chứ nó không có đơn giản là mình cắt theo đấy. Cho nên là mình sẽ chọn
cái hướng đi của mình hay là cái phong cách thời trang của mình ha. Ví dụ như các bạn định vị cho cái những cái đường kéo của mình hay là những cái form mẫu mình tạo ra nó là phải mang cái chất hay là sự sang trọng, nó vẫn hợp với thời trang nhưng mà nhìn vô nó, nhìn nó tinh tế hay nhìn nó chất hơn, thì đó cũng là cái mà định vị cho đường cắt của mình hay là cái style của khách hàng mình hướng đến. Ok rồi, như vậy thì Huy Việt thực hiện nhanh và xong cái form mẫu cái chiếc bullet này, sau đó thì bây giờ mời Tony Hiếu sẽ lên nói sơ qua về cái idea hay là sẽ định hướng cho cái màu sắc tiếp theo là gì. Ok. Đúng rồi. Ok. Cái phần để hoàn thiện tỉa, kỹ thuật tỉa cho các cái form mẫu thì Huy Việt sẽ thực hiện vào buổi chiều giống như hồi nãy mình chia sẻ đó ha. Ok. Rồi, xin mời được không? Cắt nhanh vô rồi nó định vị được cái form ha. Nó định vị được cái form và nó cho ra một cái kết cấu của mái tóc. Đó.